bác một chai đồ bếp xe nè, nó sẽ cùng một chai đồ bếp xe đó. Là để hỏi lấy chai điện nè. À, để nó, để ta tỏ sở bế mù nè. Không, một lượt này, hôm nay này. Đây có nhiều người mà. Ôi, nắm tay vào đi bạn. 15 người rồi sao? Ok. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.